Hội kín Illuminati có thao túng cả thế giới như lời đồn hàng thế kỷ qua. Đã từ lâu, thế giới luôn tràn ngập những thông tin bên lề về một hội kín có tên Illuminati, tổ chức bí ẩn bao gồm các lãnh đạo chính trị, tôn giáo, diễn viên điện ảnh, ngôi sao nhạc pop, nuôi tham vọng tạo dựng nên trật tự thế giới mới. Tổ chức Illuminati gốc được thành lập ở vùng Bavaria của Đức vào thế kỷ 18 bởi Adam Weishaupt, một học giả chủ trương chống tôn giáo, muốn hạn chế sức ảnh hưởng của nhà thờ trong xã hội. Để tham gia hội, người được đề cử phải đạt đủ các điều kiện của hội đề ra. Các hội viên đã qua tuyển chọn hầu hết là những người trí thức và có địa vị trong xã hội. Người tham gia phải được đề cử bởi thành viên và trải qua nghi thức rửa tội trước khi được giao cho những nhiệm vụ bí mật và hoàn thành nó. Illuminati bị dập tắt trong một chiến dịch đàn áp hội kín của chính quyền Đức cuối thập niên 1780. Nhưng tin đồn rằng nó đã sống sót và ngày nay là một tổ chức ngầm chi phối toàn bộ thế giới thông qua các nhà lãnh đạo, quyền lực và người nổi tiếng. Các biểu tượng có liên hệ với Illuminati gồm hình tam giác, ngôi sao năm cánh, con dê, con mắt của Chúa, số 666 hay biểu tượng con mắt trên tờ giấy bạc USD. Hội Illuminati ngày nay bị những người theo thuyết âm mưu dán nhãn là một tổ chức bí mật ngầm chi phối chính phủ, các nền kinh tế và nhiều tổ chức lớn mạnh khác. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Hiện tại Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.